Hey, xin chào tất cả các anh em lại quay trở lại với shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn. Thì hôm nay là cái lô hàng ngũ cốc anh em, ngũ cốc cả tấn ngũ cốc mới vừa trộn xong anh em nhé. Để kịp giao hàng cho anh em, bởi vì bữa giờ dịch anh em, cái một cái số cái hột cái hạt á ở trong cái ngũ cốc này nó bị đứt hàng, cho nên là bữa giờ chưa có giao hàng cho anh em. Hôm nay là bắt đầu giao hàng cho anh em. Đó thì hôm nay chúng tôi cải tiến thêm một số cái gia vị khác cho cái ngũ cốc này. Đó là tăng cường thêm cái hạt láng nha anh em, hạt láng tròn, hạt láng này chắc anh em biết rồi. Hạt láng này nó bổ lắm mà nó cũng mắc tiền nha anh em, cái hạt láng là cái hạt này. Đó, cái hạt này như thế này nó hạt tròn, láng tròn nha anh em. Đó, cô ăn được cái hạt này rất là bổ nha. Đó. Rồi thêm là gạo lứt đen nữa nè. Đây, gạo lứt đen nữa. Đó. Đó, cái này là cao cấp nó mắc tiền ha. Đó thì sản phẩm này là bổ sung thêm hạt láng với hạt gạo lứt đen. Đó, ngoài ra mười mấy loại hạt rồi anh em. Đó. Rất chi là đã cho anh em ha. Đó. Thì giá hiện tại đang bán là 60.000 một ký nha anh em. Anh em nào mua 6 ký trở lên á thì được miễn phí vận chuyển, còn anh em mua dưới 6 ký thì anh em vui lòng tự trả tiền phí vận chuyển. Thì cũng báo luôn rồi, mấy cái hàng này hàng nặng cho nên là khi gửi cho anh em thì chúng tôi sẽ gửi chuyển phát chậm để nó tiết kiệm giá cước cho anh em. Tuy nhiên á, là giá chuyển phát chậm thì nó cũng mắc tiền đó nha anh em. Nếu anh em mua thì nó cũng mắc tiền ấy, tiền cước ấy. Chứ cái này không ai gửi chuyển phát nhanh đâu nha anh em. Chuyển phát nhanh thì có khi tiền cước nó hơn tiền hàng ấy. Anh em hiểu cho chuyện đó. Cho nên là mình mua ngũ cốc, lúa tiêu hay là hạt cỏ đều nó bưu điện sẽ chuyển phát chậm cho anh em. Đó, anh em nào mua 10 ký á thì được tặng thêm một hũ khoáng nhỏ này nha anh em. Hũ khoáng nhỏ đỏ, đỏ nhỏ đá nung non này cho anh em. Đó, anh em nào mua 10 kg thì được bao ship tặng kèm thêm một cái hũ khoáng nhỏ nha anh em. Hũ khoáng nhỏ này bình thường chúng tôi bán là 90.000 chưa có tiền ship. Đó, nếu anh em mua 10 kg ngũ cốc thì anh em sẽ được tặng thêm cái hũ khoáng nhỏ ha. Cộng với bao ship, còn anh em nào mua dưới 6 kg thì anh em vui lòng tự mình trả tiền phí vận chuyển ha. Nó ngắn gọn như thế này, giao hàng toàn quốc cho tất cả các anh em luôn. Đó. Hàng rất chi là nhiều nha anh em. Đó. Đó. Ngũ cốc này trộn bằng lúa tiêu nha anh em. Lúa tiêu là nó hạt rất là nhỏ và mắc tiền nha anh em. Hiện tại chúng tôi đang bán lúa tiêu với giá là 33.000 một ký, mua 10 ký thì bao ship, mua dưới 10 ký thì anh em tự trả tiền ship. Còn cỏ thái thì chúng tôi bán với giá là 50.000 một ký. Mua 6 ký thì bao ship nha. Mua 10 kg thì cũng được tặng hũ khoáng nhỏ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video kế tiếp.